Sự thật ít người biết đến về chiến thuật giúp quân Mông Cổ chinh phục cả thế giới phần 1. Quân đội Mông Cổ không hẳn chỉ có người Mông Cổ. Một sự thật mà rất ít người để ý đến đó là đội quân thiện chiến từng tung hoành khắp thế giới, phần lớn các kỵ sĩ du mục chiếm đa số lại là dân tộc. Ngay trong thời của Thành Cát Tư Hãn thì kỵ sĩ gốc Mông Cổ cũng chỉ khoảng 23.000 người. Sử dụng cung và giáo vì bị thiếu sắt. Ở thời kỳ sơ khai của mình, quân đội Mông Cổ gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung cấp sắt để rèn vũ khí. Thế nên ở thời kỳ đầu, bàn đạp sắt hay đao Mông Cổ chủ yếu chỉ dành cho giới quý tộc, còn lại vũ khí chủ yếu của quân đội vẫn là cung và giáo, những loại vũ khí đòi hỏi ít sắt hơn.